Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Huỳnh, chuyên gia tư vấn về bệnh cuồng giáp của Bilora. Còn tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của Bilora. Ngày nay, số người mắc bệnh cuồng giáp đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Độ tuổi mắc bệnh thông thường từ 35 đến 45 tuổi. Bệnh ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Bạn điều trị bằng nhiều phương pháp, Tây y, Đông y nhưng bệnh không thuyên giảm. Sau nhiều năm điều trị không hiệu quả, bạn biết đến bộ đôi sản phẩm Bilobay từ Mỹ điều trị bệnh cuồng giáp. Nhưng bạn vẫn còn nhiều vấn đề lo lắng, thắc mắc liệu bộ đôi này có thực sự hiệu quả, thuốc có nguồn gốc từ đâu, thành phần của thuốc là gì, công dụng ra sao và quy trình sản xuất như thế nào. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp hết những thắc mắc này. Tôi tin chắc bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng và yên tâm trong suốt quá trình điều trị tại Bilora. Bộ đôi thuốc thảo dược Bilobay được bào chế từ 100% thảo dược thiên nhiên và 100% nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ. Bộ đôi này được bào chế bởi tập đoàn Natural Factor lớn nhất tại Mỹ. Tập đoàn Natural Factor là một tập đoàn lớn được thành lập từ những năm 1950 với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học. Natural Factor đã cho ra mắt hơn 30 loại sản phẩm và được bán rộng rãi ở khắp thế giới. Công ty đang sở hữu hơn 2.000 mẫu đất để trồng các loại thảo dược. Từng sản phẩm của Natural Factor luôn hoàn toàn đảm bảo chất lượng từ giai đoạn gieo trồng đến khi thành phẩm. Hơn 1.000 dược sĩ hàng đầu với thâm niên kinh nghiệm hơn 30 năm đang cống hiến tại đây. Mỗi sản phẩm được bào chế bởi công nghệ hiện đại, tân tiến, các quy trình được kiểm soát một cách khắt khe. Khác với rất nhiều các công ty sản xuất thảo dược khác, Natural Factor hoạt động dựa trên các hình thức tự cung, tự cấp, nghĩa là sản xuất được kiểm soát từ khâu hạt giống đến khi thành phẩm. Trang trại Natural Factor nằm tại thung lũng phù sa giữa hồ Otter và hồ Swam, ngay phía nam thành phố Armstrong, British Columbia. Vùng đất này được hình thành hàng ngàn thiên niên kỷ bởi vì hồ Otter liên tục bị ngập nước trong thung lũng. Những trận lụt này đã tích tụ lên một lượng hợp chất hữu cơ lên đất. Đất phù sa cực kỳ màu mỡ, ở độ sâu 2m và có phân tầng vôi đặc biệt, đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa độ pH của đất. Về chọn giống, việc kiểm soát hoàn toàn việc lựa chọn giống là thế mạnh của trang trại. Natural Factor đảm bảo chọn đúng loài, không lai, hạt không biến đổi gen GMO. Điều này rất quan trọng là đảm bảo rằng cây giống tự nhiên và khỏe mạnh, vì cây con khỏe mạnh là cây trưởng thành cũng khỏe mạnh. Về quá trình thu hoạch, tất cả các loại thảo dược đều được trồng ngoài môi trường tự nhiên, nên việc kiểm soát mùa vụ là điều rất quan trọng. Các bước gieo trồng, thu hoạch phải đúng thời điểm để mang lại sản lượng và chất lượng tốt nhất. Ngoài ra, việc thu hoạch hoàn toàn thủ công, chỉ lựa chọn những sản phẩm đã đủ tiêu chí. Máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại, cơ sở vật chất đầy đủ, làm việc theo một quy trình khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt từng công đoạn, đảm bảo từ khâu gieo trồng đến khi thành phẩm và với hơn 1.000 dược sĩ, với thâm niên kinh nghiệm hơn 30 năm, đảm bảo làm việc một cách chặt chẽ, hợp lý. Bên thứ ba xác minh, Natural Factor đã chọn Isure để chứng nhận sản phẩm của mình bởi vì họ sử dụng các chuỗi thiết bị hiện đại, chẳng hạn như là phân tích thời gian thực PCR để xác định các sinh vật biến đổi gen. Isure là một sự đảm bảo hoàn toàn các sản phẩm của Natural Factor không biến đổi gen, GMO, an toàn, tinh khiết và có hiệu quả. Công dụng chính của bộ đôi thuốc thảo dược Bilobay: ngăn ngừa sự hoạt động quá mức của tuyến giáp, tăng cường hệ miễn dịch của tuyến giáp, phục hồi chức năng tuyến giáp. Thuốc thảo dược Melissa Lee được bào chế bởi tía tô đất, Limobam. Tía tô đất là một thành viên của họ Bạc Hà, là một loại cây thân thảo trong họ Hoa Môi, được tìm thấy nhiều ở vùng bản địa Nam Châu Âu và vùng địa Trung Hải. Loại thảo dược này có hai cách trồng, một là gieo hạt, còn lại là dâm cành. Gieo trồng bằng hạt thì sẽ thu hoạch được số lượng nhiều hơn. Các chuyên gia sẽ chuẩn bị đất trồng là những loại đất sạch, đất chứa nhiều dinh dưỡng, không sâu bệnh. Đất sẽ được làm xốp và trộn với phân hữu cơ. Tía tô đất là một trong những loại thảo dược quanh năm phát triển tốt nhất trong thời tiết mát mẻ, nhất là những khoảng thời gian giao mùa từ cuối đông sang mùa xuân. Gieo hạt tía tô đất trên mặt đất, trải đều mỏng. Còn về phần hạt giống, phải lựa chọn những hạt to, đều, lựa chọn bằng tay, tránh trường hợp chọn những hạt lép không phát triển đều. Các chuyên gia đem những hạt giống trải đều mặt đất cách khoảng 2 cm, sau đó trải đều một lớp đất mỏng. Bởi vì giống hạt này rất chậm để nảy mầm, đôi khi có hơn 18 tháng, yêu cầu 2 tháng ấm, sau đó 3 tháng phân tầng lạnh và kéo dài đến 18 tháng. Lúc này, bổ sung nước vào, cây con vẫn còn yếu, nên thường thì các chuyên gia sẽ bảo vệ chúng bằng cách cách ly với những cơn gió mạnh. Khi chúng đã vượt ngưỡng phát triển mạnh, lúc này các chuyên gia sẽ bón cho chúng nhiều phân hơn để chúng có thể phát triển vượt trội. Đến khi cây đã phát triển đúng ngưỡng cao khoảng 30 cm,
lúc này chúng ta sẽ đi thu hoạch. Thảo dược này nên thu hoạch vào lúc sáng có sương lạnh để giữ được độ tươi của chúng, thu hoạch các chúng sát mặt đất, tránh cắt cả rễ vì còn giữ lại những đợt tiếp theo. Công dụng của tía tô đất. Tía tô đất có công dụng giúp cân bằng hormone tuyến giáp, thúc đẩy hệ miễn dịch, cung cấp chất chống oxy hóa, làm chậm chức năng tuyến yên và giảm mức độ tiết TSH. Thảo dược Healthy Mineral Bewitch được bào chế bởi các thành phần thảo dược như Bewitch Husk, cỏ giáp trạng, Yellow Dog Rock, rễ cây trúc chích vàng, Cilantro, rau mùi, Lobelia Husk, cây lỗ bình. Rau mùi, Cilantro. Rau mùi là loại thảo dược có nguồn gốc từ địa Trung Hải miền Nam nước Ý, Algeria và Tunisia. Loại cây này sống 2 năm, cao 0.2 đến 0.8 mét, rễ cây phát triển thành củ hình trụ, đầu hình nón, thân rễ dọc, lá có cuốn dài thường hình ba cạnh. Rau mùi được trồng ở đất có độ pH hơi acid từ 6.2 đến 6.8. Đây là loại thảo dược ưa bóng nhưng nó vẫn chịu được ánh sáng trực tiếp của mặt trời ở cường độ cao. Đầu tiên, để có được những cây rau mùi này, chúng ta cần lựa chọn những hạt giống rau mùi. Việc này không phải đơn giản vì phải chọn những hạt còn bọc trong một lớp vỏ tráo rất cứng, tròn và có màu nâu nhạt hoặc xám. Chúng ta ngâm hạt khoảng từ 24 đến 28 giờ, cho vào mảnh vải và cho vào nhiệt độ lạnh, tạo quá trình ngủ đông cho hạt khoảng 3 tháng. Chúng ta chuẩn bị đất xốp đào sâu khoảng từ 3 đến 4 cm. Sau đó, tiến hành quá trình gieo trồng hạt. Đến khi hạt nảy mầm khoảng tầm 2 cm, cần đem ra trồng ở những mảnh đất đã chuẩn bị trước đó. Cây con phát triển do tính chất không thích thời tiết nắng nóng, nên những chuyên gia thường hay giữ cho nó mát mẻ nhất có thể, chẳng hạn như phun sương, hạt che nắng. Đặc biệt, nơi trồng, các chuyên gia sẽ chọn những nơi để cây có thể đón nắng vào buổi sáng hoặc chiều muộn, nhưng được che vào lúc trời đứng bóng, luôn giữ cho cây được cung cấp chất dinh dưỡng ở điều kiện tốt nhất và giữ ẩm cho cây. Khi cây đạt đủ 8 đến 10 lá thì sẽ tiến hành thu hoạch và tất cả đều thu hoạch bằng tay để lựa chọn ra những lá tốt nhất. Đối với loại rau mùi này, thu hoạch bằng cách cắt cành lá gần mặt đất, hầu hết sẽ dài khoảng từ 6 đến 12 cm. Công dụng của rau mùi giúp cung cấp chất chống oxy hóa, cân bằng hormone tuyến giáp, tác động ngăn rối loạn hormone tuyến giáp. Cỏ giáp trạng, Bewitch Husk. Cỏ giáp trạng là một loại thực vật được tìm thấy ở phía đông và phía trung tây Hoa Kỳ. Cỏ giáp trạng là một loại thảo mộc quanh năm, có chiều cao lên đến gần 1 mét. Loại thảo dược này thích hợp đủ mọi loại đất, nhưng tốt nhất là những nơi đất có ẩm ướt. Loại thảo dược này có thể trồng bằng cách nhân giống hoặc chiết tách rễ. Muốn trồng để cây phát triển vượt trội thì đầu tiên sẽ chọn những giống, cho vào chậu, đặt vào trong phòng kính cách gió. Nhất là những ngày đông đến, chúng cực kỳ sợ lạnh, nên chúng rất khó tồn tại qua mùa đông. Chính vì vậy, để chúng sinh tồn tốt nhất, cần đặt chúng trong phòng kính có ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc bóng râm để chúng phát triển đến tầm 5 cm. Giai đoạn này thì cây cần nhiều ẩm nên phun sương, cách 5 tiếng phun sương một lần để cây có thể phát triển tốt. Đến khi cây đã cứng cáp, có thể bứng cây ra khỏi chậu và đặt xuống khu vực đất xốp để trồng, hoặc là trồng chúng quanh bờ ao suối vì loại cây này cực thích ẩm. Đến thời điểm thu hoạch thích hợp vào giữa cuối tháng mùa hè, khi cây trồng đã nở thì tiến hành thu hoạch. Loại thảo dược này chỉ dùng thân, không dùng rễ, nên khi thu hoạch chỉ cắt ở mức mặt đất để giữ nguyên hệ thống rễ. Công dụng chính của cỏ giáp trạng: giảm sự hoạt động mạnh của tuyến giáp, tác động ngăn rối loạn hormone tuyến giáp. Cây lỗ bình, Lobelia. Cây lỗ bình là một loại cây thảo dược không quá khó để trồng, là một loại thảo dược hữu ích trong y học. Loại cây này được trồng bằng cách gieo hạt. Để có kết quả nảy mầm của chúng tốt, các chuyên gia thường làm lạnh trước để tạo ra sự giả ngủ đông. Để làm được việc này, các chuyên gia thường làm bằng cách thêm đất trồng đã được vô trùng cho vào túi nhựa nhỏ, rồi cho hạt vào, đặt trong tủ lạnh khoảng 3 tháng. Sau khi đủ thời gian 3 tháng, hạt giả ngủ đông được trải trên đất, không cần tránh ánh sáng. Vì các hạt đã ngủ đông này cần ánh sáng để nảy mầm, với nước không tới quá nhiều vì dễ làm cho hạt hỏng. Khi hạt đã nảy mầm, để chăm sóc tốt chúng, cần giữ chúng ở nhiệt độ mát và đất hơi ẩm, tránh ánh nắng trực tiếp. Đến khi cây ra hoa, lúc này là lúc thu hoạch cần thiết. Khi thu hoạch, cắt một đoạn vừa phải qua mặt đất, tránh trường hợp dập nát, hư hỏng. Low Dog Rock, rễ cây trúc chích vàng.
Cây trúc chích vàng là một cây thảo dược sống quanh năm, được tìm thấy phần lớn ở các khu vực châu Âu. Cây trúc chích vàng là một cây thân mảnh, cao khoảng 60cm, với thân và lá chứa nhiều nước. Loại cây này đang dần mất đi vì con người phát hiện được những dược tính tốt nhất trong nó. Thông thường để trồng được loại thảo dược này cần phải dùng rễ của chúng. Các rễ phải được ủ ấm trong vải và một lớp đất tạo môi trường ấm nhất cho chúng để đánh thức chúng. Sau một tuần ủ ấm, men chúng ra mảnh đất đã được đánh tơi xốp, trộn phân hữu cơ, đào sâu, dâm chúng xuống. Khoảng độ từ 1 tháng, quan sát quá trình phát triển của chúng, chúng sẽ từ từ hình thành, đâm từ rễ lên. Giai đoạn này thường sẽ được bón nhiều phân hữu cơ để chúng có thể phát triển vượt bậc. Bởi vì chúng rất dễ sống ở những nơi thời tiết khắc nghiệt nên thường sẽ không cần chăm sóc tốt cho chúng để chúng tự hình thành. Đến khi lá đã to, cây cao hơn 50cm thì có thể thu hoạch. Công dụng của rễ cây trúc chích: hỗ trợ kháng khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch, nhuận tràng, cải thiện hệ tiêu hóa trong cơ thể. Như bạn cũng đã thấy, tất cả các loại thảo dược này đều được chăm sóc kỹ lưỡng từ giai đoạn gieo trồng đến khi thành phẩm, nên chỉ sản xuất ra 5.000 bộ đôi thuốc thảo dược Bilobay mỗi năm. Để lại số điện thoại để được các chuyên gia tư vấn hoàn toàn miễn phí, hoặc liên hệ vào hotline của Bilora 0909 045 587 hoặc 0962 158 661. Để biết thêm thông tin chi tiết, Bilora mời bạn truy cập vào website wendybạncuồnggiáp.com hoặc YouTube của Bilora youtube.com/Bilora. Bilora chúc bạn luôn vui vẻ.